Chị Thanh Lan, ôi khỏe người sao? Yêu của em. Chị thì Tết giờ có gì hen chưa? Trời ơi, chị đang đến cho em hen đó. Okay. Chị ơi, mình ngồi đây nói chuyện nha. Hôm nay mà mình sẽ nói chuyện nè. Chỗ này khang trang quá. Chị nhớ lần trước chị đến thăm em là cũng vài tháng chị rồi. Đến lúc đó thì mùa đông hay sao mà nhớ, nó tối mù á. Em nhớ cách đây mấy tháng rồi đó. Hôm đó chị đi ăn gà xong thì chị ghé thăm em. Ủa hôm nay cứ thỉnh thoảng là cứ đi sang ăn gà. Chị tại vì chị không dám ăn nhiều, chị sợ nó nở ra. Nên chị ăn gà ác thì nó cho mình sức nhưng mà nó không có nở. Nhưng mà em đâu có thấy chị thay đổi gì đâu chị ơi. Mấy mà... chục năm rồi chẳng có thay đổi gì cả. Thì nhờ mình kiêng đó chứ nếu mình ăn thả ga. Thì chị ăn gà ác thôi. Hôm nào em hầm gà ác em sẽ gọi chị. Ok. Tại vì gà ác của em đặc biệt lắm. Nó có ác không? Của em không phải là ác mà của em là gà đi bộ. À. Chị biết tại sao? Hay lùi nhà hay sao? No. I wish. Chị có biết tại sao mà tại vì em thấy con gà ác nó đen đen em hơi sợ. Không, thường thường mà chị ăn cái con đó thì chị vứt hết da đi. Em đừng có ăn cái da, chị nhìn da chị cũng sợ. Nhưng mà chị ăn từ ngày xưa ở Việt Nam cơ. Vâng. Là vì nó cho mình có sức á, thì cái hơi mình nó khỏe hơn. Đúng rồi. Gà đi bộ nó chạy nhanh thì chị cũng khỏe vậy. Lỡ thử đi ăn vào mình chạy sao? Hôm nào thử gà đi bộ mà hầm thuốc bắc đi. Nhưng mà chị ơi, coi thuốc bắc là tốt thôi. Đúng như vậy. Chị Tết có gì hay, có gì vui? Tết năm 2023 có cái gì hay nè? Màu nhỉ? Chưa gì hết, 23. Em không tưởng tượng được là mấy chục năm. Tại vì chị em mình cũng có nhiều cái quá trình với nhau. Đi hát show rồi cũng gặp chị. Nhưng mà một trong những cái kỷ niệm mà em yêu nhất đó là lúc đó của Asia, chị nhớ không? Lúc chị mới qua chứ gì? Chị hai mới chị em qua. Mình đi quay ngoại cảnh đi đâu tít ở trên đồi trên núi. Bây đúng giờ chị rồi. Chẳng nhớ là ở đâu nữa. Trời, em nói thật với chị đó, lúc đó là em cách đây cũng 25 năm. Cái đây 25 năm lúc đó em cũng mới bắt đầu vào với Asia. Xong rồi em gặp chị em mừng quá nói trời ơi, chương trình ngày hôm nay có chị Thanh Lan. Mà mọi người không có biết đâu, ngày xưa lúc Vì Hương còn bé tí đó. Tại vì em thấy mẹ, em nhớ mẹ. Thấy chị là em nhớ mẹ là tại vì mẹ Thái Thanh của em ở nhà mà mỗi lần cứ đi thâu về xong rồi ở nhà mà mở tivi lên xem những cái chương trình. Em không bao giờ mẹ em quên được những cái lúc mà thí dụ thấy chị xuất hiện với những cái bộ phim. Chị không phải là chỉ có hát mà chị còn đóng kịch rồi còn đóng phim, cho nên những cái bộ phim mà chị đóng đó. Mà em hỏi chị nè, tại sao chị cứ hay đóng phim gì mà cứ khóc sướt mướt vậy chị hả? Toàn là còn đóng những cái vai mà gọi là buồn thảm không à? Thì vậy mà người thì rất là tươi thế này. Ngoài đời thì lúc nào cũng cười. Nhưng mà các đạo diễn hay là các trung tâm thì mời cứ hay đưa cho mình bài buồn. Là tại vì chị rất là nhạy cảm. Bây giờ em mà nói cái gì mà hơi xúc động chút xíu là bắt đầu rơm rớm rồi. Đấy. Cho nên là người dễ xúc động á. Mọi người biết vậy cho nên cứ hay đưa cho mình những cái buồn vai, cho mình diễn. Những cái vai nhưng như vậy. Chị rất thích diễn vai buồn. Rồi. Rồi ngoài cái vấn đề mà xem chị ở trên màn ảnh với lại những cái chương trình mà chị đóng phim rồi đóng kịch rồi hát nữa. Mấy cái bài mà chị hát mà em cứ nhớ làm lòng những hình ảnh rất là đáng yêu, những cái bài hát Pháp. Mà ngày xưa chị hát đó là chị có một cái phong thái của một nữ sinh.
đúng không? Bây giờ chị hát là phong thái của bà nữ sinh. vẫn là hình dáng của một nữ sinh. Ngày xưa mình hát theo kiểu thiếu nữ, bây giờ mình hát theo kiểu phụ nữ. hát theo kiểu phụ nữ. Nhưng mà em hỏi chị nè, làm sao để mà mình có thể giữ được mấy chục năm với nghề ca hát của mình, để mà khán giả cứ thấy mình là cứ vẫn náo nức để mà xem mình, cũng phải là có một cái bí quyết để mà mình giữ được không, hình ảnh của cũng mình chẳng chứ. Bí quyết gì, chị chỉ có là rất là mê diễn kịch. Ngày xưa học trong trường là lúc nào cũng phải học những vở kịch thơ đó. Đó thì là cô giáo cứ cho mỗi người đóng một vai á, chứ không phải là cứ đọc không mà phải lên vừa đọc vừa diễn vậy đó. Khó lắm, học thuộc lòng mà còn phải lên diễn đó. Nên là thích cái đó từ hồi nhỏ cơ. Nó do vậy khi mà đưa cho mình những cái vai trò mà nó hoàn toàn không giống mình ngoài đời chút xíu nào ấy, thì mình càng thích. Thế đó. Tại vì mình thích giống như là lột xác vậy đó. Tức là ly kỳ lắm, người này có vẻ ly kỳ lắm đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Tức là thích cái gì mà nó phải là adventure, chị là đúng chị thích rồi, cái gì rồi. Cái con gì gái hay là tính con trai. Mỗi lần mà cuộc đời mình nó có cái gì chao đảo á, thì mình không lo ngồi đó đau khổ, mà lại cứ trợn tròn mắt ra để xem nó tới đâu. Để xem tới đâu, chứ không có phải là ủ rũ ra không, để không, mà không. Lạ quá, cuộc đời mình lạ quá, để xem tới đâu. Em nghĩ ra là có thể tại vậy mà lúc nào chị cũng có cái nụ cười ở trên môi chị, lúc nào chị cũng nhìn thấy ở một cái khía cạnh positive. Thì đúng rồi. Đúng không chị hả? Tại vì khi mà mình ra đời á, thì mình lúc đó dĩ nhiên mới ra đời thì nhỏ xíu không biết gì, nhưng mà đã chấp nhận là cái gì đến là phải đến thôi. Vâng. Mà vui hay buồn thì mình cũng phải đối phó thôi. Dạ, chứ đúng. Nếu mà mình ngồi mình than khóc cũng chẳng có giải quyết được cái chuyện gì. Vâng. Mà em nói về nụ cười, chị thấy gia đình em ai cũng cười tươi. Chứ có thua gì gia đình chị đâu mà nói. Mà đấy, thật. Mà cô Thái Thành này, hôm trước chị mới gặp có người đó vừa nói với chị này, sao ai tên Thanh hát cũng hay, thế mày của mình cũng có chữ Thanh. Chị ơi, nhớ mẹ lắm, là tại vì mỗi khi mà nói đến một cái thời thì chị là cái thời đó là mẹ em nè, rồi cô Lệ Thu phải không, rồi chị Khánh Ly, rồi chị Phương Hồng Quế, tức là những cái generation đó, cái hình ảnh đó nó vẫn còn đâu đây nè. Và bây giờ đó thì khán giả tất cả khắp mọi nơi ở trên toàn thế giới, hễ mà cứ coi show mà có thấy nữ ca sĩ Thanh Lan là một diễn viên điện ảnh là chắc chắn là quý vị vẫn yêu mến và đến thật là đông trong những cái show của chị. Cho em biết cái sinh hoạt của chị gần đây nhất nè. Sinh hoạt làm gì nè? Chị đang vào tiệm em mà chị định hỏi về em trước mà chị cho vẫn... em hỏi trước đi. Em hỏi trước đi, xong rồi chị tra tấn em sau. Tra tấn em sau à? Thì vừa rồi thì cũng vui là vì năm vừa qua chị ra mắt hồi ký, cũng được khán giả khen cái họ kêu là cái lối làm văn của chị đó, họ đọc họ thích. Đó, nên là mình cũng thích. Tại vì nếu mà em nghe nói là sold out luôn đó, nghe em đó. Có để ý là tuy là cùng một cốt truyện nhưng mà mỗi nhà văn sẽ kể khác nhau. Em hiểu. Cũng giống như là cùng một cốt truyện nhưng nếu em đưa cho những đạo diễn khác nhau nó sẽ thành nhiều cuốn phim khác em nhau. Hiểu. Do vậy thì kêu là nếu mà khán giả thích cái lối viết văn của Thanh Lan thì Thanh Lan cũng rất là vui sướng trong lòng. Do vậy bây giờ chị đang viết cuốn sách thứ nhì đây. Đó, sẽ còn continue, sẽ còn tiếp tục làm, bởi vì đó là thích làm nhà văn rồi. Và nó là sức mạnh, sức mạnh khán giả hâm mộ và đốc thúc chị để đúng, cho chị nói đúng là từ trước giờ Thanh Lan vẫn nói rằng chính quý vị, chính khán giả đã đem cho Thanh Lan sức mạnh và niềm vui sống, yêu đời, yêu người, yêu đời. Đó. Nên lúc nào mình cũng có nụ cười trên môi là vì sao? Lúc nào mình cũng có cảm giác rằng được mọi người yêu thương. Thế cho nên hôm nay mới đến thăm Quỳnh Hương là vì chị biết rằng Quỳnh Hương cũng yêu thương chị. Chị nhớ cái hôm mà chị đến đây Quỳnh Hương tặng chị hai cái hũ kem đó. Đây nè. Môi mặt đó. Đây. Nó đây nè. Đây. Em này đây nè. Em này. Đúng rồi. Thương chị lắm là tại vì đi hai chị em đi shopping tình cờ gặp nhau. Chị bảo là chị vừa mới đi quay, em có biết là quay cứ rang nắng ra. Mà hễ mà phụ nữ mình đi ra nắng là nó dễ, ơi, nó dễ tát mà nó làm nám nám cái hôm mặt. Hôm nay là mình được quay trong nhà là mình mừng lắm. Mừng quá. Cho nên là em nói là em phải take care cái da của chị, tại vì thương quý chị lắm, không có để cho nắng mà nó ăn vào cái da chị được. Cho nên là chị đã đến tiệm và tặng chị cái này. Nhưng mà khi mà chị xài thì chị có thấy là êm cái da, đâu có bị lột, đâu bị gì đâu hả?
không không có lột chị giờ giờ thì chị thấy cái mặt nó mịn hơn. Nó mịn hơn và cái vết nám, vết đồ mồi nó sẽ mờ từ từ. Đờ dĩ nhiên rồi. Nó không có làm cho mình lột da, không có chị không bị lột da. Tại vì nó rất là êm. Đâu, tại vì cái da mình nó đã làm mỏng lắm rồi, nếu mà mình lột nữa đó, thì là không biết nó nhát sẽ như thế nào. Nó là cái chai best, nó là chai best mà chị Thanh Lan đã và đang dùng đây thưa quý vị nhé. Vâng quý vị. Dạ. Không mà cho chị hỏi cái này này, hơi tò mò chút xíu này. Hỏi đi. Ngoài lề lắm. Hỏi đi. Mà em là người con thứ bao nhiêu của cô Thái Thanh? Em là thứ tư, cô Tư đó. À cô Tư okay. À? Người Nam thì gọi là cô Tư, nhưng mà người Bắc mình gọi là cô Ba. Cô Ba. Là tại vì chị cả. Chị cả. Xong rồi tới anh hai phòng chị ha. Người Bắc mình là chị cả, chị xong cả. Tới anh hai, anh ba liền. Anh hai. Chị cả là một đó. Chị cả là một nè, là còn chị Lan nè. Người Nam là anh ra, hai. Ra là thứ hai liền. Đúng rồi. Ừ. Chị cả là chị Lan nè. Chị Lan cũng là chị cả. Chị cả này. Chị cũng chị cả luôn. Đó, cũng là Lan luôn đó. Ừ, cũng là Lan đó. Luôn. Ừ. À, chị cả là Y Lan, xong rồi tới anh hai là anh Lê Xuân Việt, là ông bác sĩ mà làm ở Sacramento, làm việc Sacramento. Xong em là thứ ba, nếu mà người Bắc mình gọi thứ ba, nhưng mà nếu mà người Nam thì gọi là cô Tư đó. Cô Tư. Đó là em ở giữa, xong rồi sau em là một cô em gái, rồi tới cậu em trai. Chị biết là em có hai người em, một gái một trai thì đã qua đời mất rồi. Em thì, Loan, em Loan kế bên em là đã qua đời năm ngoái vì ung thư ngực, bị breast cancer. Còn cậu út là bị polio từ bé, em không biết chị có nhớ nhà chị em có. Nghe, chị đó, đó, đúng không? Actually đó là tại vì nè. Út đó là em là người đưa cậu út qua bên Tây. Tụi em ở bên Tây là theo cái diện Tedazon á, tức là để mà chữa bệnh đó chị. Rồi sau đó rồi ở bên Tây bố em mới bảo lãnh qua bên này. Là em với lại em đại là cậu út đi trước. Đó. Thì khi mà mẹ em với lại Loan qua đây là năm 85. Là sau đó. Mẹ em thì cũng gian truân lắm, có 5 người con thì lại chị Lan, rồi anh Việt và em. Bây giờ chỉ còn có 3 chị em thôi. Thì gia đình ai cũng có chuyện vui chuyện buồn. Đúng rồi chị. Gia đình chị cũng vậy, người mất người còn. Mà bây giờ có 3 chị em gái với nhau mà 3 đứa 3 nước thì không biết bao nhiêu lâu mới gặp chị, nhau một lần. Các chị với các chị kia là ở nước khác. Một chị ở bên Pháp, một chị vẫn ở Việt Nam. Còn chị thì ở Mỹ. Do vậy thì cũng phải vài năm mới gặp nhau được một lần. Bên cái chị bên Pháp thì còn dễ, chứ chị bên Việt Nam thì chị cũng khó gặp cũng, thỉnh thoảng chị cũng bay qua Pháp phải không ạ? Chị thì thỉnh thoảng thì đi hát bên đó đó. Hát bên đó thì ở lại chơi với em. Dạ Do vậy thì hôm nay mình gặp nhau đây thì thôi mình nói chuyện vui đi. Đúng rồi, để cho, đúng rồi. Để mình share với nhau. Cùng vui với nhau. Mình share với nhau để biết là gia đình nào cũng có. Thì đấy, cũng có những gia đình cũng vậy. Thanh Lan cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Gia đình ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Thì nỗi buồn dĩ nhiên mình cũng giấu trong tim, mình không quên đi. Nhưng mà mình phải nhớ tới những cái niềm vui để mình có sức mạnh tiếp tục sống. Đúng rồi đó chị. Mà chị thấy em hay ghê đó. Em tự nhiên lại đâu mất tiêu, chả có thấy em hát. Xong rồi tự nhiên bây giờ em làm bà chủ cái chỗ này mà to như thế này mà cũng phải lo lắng nhiều chứ hả? Hôm nay đáng lý ra là Vi Hương đó, Vi Hương với em là hai người partner với nhau. Vi Hương là phỏng vấn cho chị về cái cuốn hồi ký. Cô ta cũng là nhạc sĩ đó, cô sáng tác bài Hôn, rồi sáng tác nhiều nhạc phẩm mà có một chữ thôi, đó là Đoàn Vi Hương. Thì em với lại Đoàn Vi Hương là hai người partner với nhau cho cái công ty Riluma. Mà lúc nãy chị vào hình như chị có chụp hình đó. Có, chị chụp hình. Đó, ông đó là ông nào mà đứng oai thế? Ông đó là ông bác sĩ và là CEO của công ty Riluma, người mà bào chế ra cái chai tế bào gốc Riluma. Cái chai Riluma là cái chai serum để nó giúp cho mình trẻ hóa làn da. Thật sự ra là khán giả của em và khắp mọi nơi cũng đã biết cái chai này 11 năm nay rồi. Đó, em thì rất là hân hạnh là được công ty là coi như cho độc quyền đó chị. Tin tưởng đó. Cho độc quyền, tin tưởng cho độc quyền để đem cái sản phẩm này vào cộng đồng của mình trong suốt 11 năm qua. Thì chị biết không, nghệ sĩ của mình nhiều người cũng dùng nó đó. Trời ơi, chị cù lần lắm em ơi. Chị từ nhỏ lớn không có biết làm đẹp hay cái gì hết trơn. Xong rồi tới vừa rồi thì 2 năm vừa rồi mình cứ đi ra ngoài đường mình quay YouTube đó. Đúng thì rồi. Mình cảm thấy cái da mình nó càng ngày nó càng bị khô mà nó càng bị sạm xuống. Nhưng mà chị định mới gặp em chị ngày em hỏi hôm nay. Ngày hôm nay chị ngồi đây với em ở trong cửa hàng của Riluma. Rồi tới 1 tháng, 2 tháng sau nữa chị sẽ có một cái làn da khác. Em sẽ take care chị. Em sẽ take care chị. Nghe mà bất ham. Là tại vì ngoài cái vấn đề cái kem mình xài chị, mình cần phải có oxygen facial nữa. Chị biết rồi. Không? Mình thở không khí, mình hít không khí bằng oxygen để nuôi dưỡng mình.
da mình cũng cần đó, da mình cũng cần oxygen, cho nên là em sẽ book cho chị một cái oxygen facial để thưởng cho chị, là để chị thưởng cho chị, là tại vì chị cực nhọc để cực mà nhọc chị làm việc quá chừng nè. Chị vừa làm YouTube, chị vừa làm kịch nữa. Kịch sắp tới đi đóng kịch. Đấy đấy, với lại cái bộ phim Mẹ ơi. Mẹ con phải làm sao? Con phải làm sao? Trời ơi dễ thương. Xong rồi chị mới nói chuyện với nhưng mà sao mẹ gì mà trẻ măng à? Chị mới nói thì con phải làm tiếp chứ làm sao? Thì con phải làm tiếp. Khán giả ủng hộ thì mình làm tiếp. Dạ, vâng thưa quý vị, không thật ra là chị hy sinh đó chứ từ trước giờ toàn đóng vai hí nhảnh. Bây giờ lần đầu tiên đóng vai mẹ già cù lần mới Việt Nam quá. Em coi trong đó em sẽ thấy chị cù lần dễ sợ lắm. Coi hết rồi đó. Coi hết rồi đó. Mà cái hay của từng tập coi xong rồi muốn coi tiếp. Muốn coi tiếp cho nên chị sẽ phải cực tiếp đó. Chị sẽ còn phải tiếp tục đóng mong nữa. Thế chứ cái phim này nó có 7 tập thôi hay sao á? À vậy ai là người viết chuyện? Thì Hoàng Anh với BB đó. Ơ vậy hả? Hoàng Anh BB. Dạ, hai người chung nhau viết dễ thương quá. Em thì, nghĩ chị cũng là sẽ viết kịch hay lắm, giỏi lắm. Chị đã từng viết rồi. Có những lúc mà chị đi diễn ngày xưa còn Majestic, em nhớ không? Dạ nhớ. Thì chị có từng viết những cái kịch vui ngắn, kịch diễn vui chung ngắn với lại anh Dũng với lại chị Mai Lệ Huyền. Chị cũng có viết đó. Chị mê lắm tại vì kịch là cái ngành chị học mà. Dạ. Thì mọi người cứ đọc sách chị xong rồi bảo là ô ai ngờ Thanh Lan viết văn cũng được nhỉ. Xong chị mới nói dạ thì văn chương mới là cái ngành Thanh Lan học chứ còn hát có học tí nào đâu. Hát là trời giờ, phú cho giọng hát. Là làm cái nghề tay trái, bây giờ mới là tay phải, đúng cái ngành nghề mình viết. Do vậy thì chị thú thật với Quỳnh Hương là thưa quý vị, Thanh Lan thì nghĩ xa lắm, nghĩ xa mà cũng chẳng bằng ai, chẳng tới đâu cả. Là mình cứ nghĩ tới ngày nào mà mình không đẹp nữa, mình không dám xuất hiện sân khấu nữa, thì có lẽ viết sách là thích nhất đó. Hay quá, tức là mình đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi đó. Đã chuẩn bị rồi đấy. Nhưng mà cái chuyện gì mà mình làm mà mình đam mê thì nó sẽ hay lắm thì, chị nhỉ? Hy vọng là thế. Tại vì khi mà Thanh Lan viết đó, thì Thanh Lan phải tưởng tượng rằng đây là một cái câu chuyện thật, nó đang xảy ra trước mắt mình. Cái quyển vừa rồi là hồi ký, nhưng mà dĩ nhiên là quyển sau không phải là hồi ký nữa, là toàn là chuyện mình bịa ra. Mong rằng quý vị cũng sẽ thích. Chị đâu cần phải bịa ra, bởi vì mỗi một ngày là chị hít, chị đụng vào một cái câu chuyện gì đó, chị cũng có thể viết lên được chứ. Không, tuy là chuyện bịa nhưng mà nó cũng phải based on the true story. Tức là reality, tức là đúng rồi, phải dựa vào những chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình, cho những người xung quanh. Có một người nào mà mình chú ý, mình nhớ, thì mình sẽ từ cái người đó, mình chia ra từng thêm nhân vật này nhân vật kia cho nó thành một câu chuyện. Đúng như vậy. Thì hy vọng rằng trong tương lai thì cái con đường văn chương của Thanh Lan nó cũng sẽ không có gặp cản trở mà được tất cả quý vị yêu thương. Thì chị Thanh Lan cũng rất cảm ơn Quỳnh Hương đã bỏ thời giờ để đọc cuốn sách của chị. Dễ thương lắm. Và em thấy là chị đến với em trong cái tháng 2 vào cái tuần lễ của Valentine thế này. Đó, Valentine. Bởi vì em mặc đỏ này. Chị đem tình yêu đến. Em Valentine vừa qua, em có gặp cái chuyện gì vui không? Kể chị nghe với. Vừa qua Valentine ở ngay cửa hiệu của em á, cửa tiệm của em á, thì thật sự ra đó là tụi em tổ chức cái buổi birthday của Đoàn Vi Hương. Thật sự ra birthday của Đoàn Vi Hương là vào đầu tháng 2, nhưng mà tụi em cũng celebrate Valentine rồi ăn tiệc tùng ở đây rất là vui. Là được rồi. Rất là vui. Và cũng có chương trình sale của Riluma, rồi khách cũng đến đông. Khách đến đây là hỏi quà Valentine đâu. Lát nữa chị về em sẽ tặng chị cuốn lại quà, mỗi lần gặp em là có quà. Em tặng cho chị cái cuốn CD này để chị nghe. Chị nghe những sáng tác của Đoàn Vi Hương ở trong này. Thì trong này có tiếng hát của Ilan, nhưng có mà chị của đang Tuấn Ngọc nè. Tò mò không biết hình ai đây. Đó nàng đó. À nàng đấy. Nàng hả? Đó. Tại vì xa xa mà lại nhắm mắt nữa, chị nhìn không ra. Chị cũng biết. Nàng chụp cái hình này là hơi sexy một tí xíu, nhưng mà chị coi nè, trong này nó có 3 tiếng hát lận. Đấy, chị thấy đây. Đấy. Tuấn Ngọc, Ý Lan, Hà Anh Tuấn. Chị biết Hà Anh Tuấn phải không? Hà Anh Tuấn là tiếng hát ở bên Việt Nam đó. Đây cuốn CD này tặng đến cho chị nè. Chị thú thật xin lỗi cho chị nói chia sẻ với em với lại khán giả luôn. Dạ. Trong cái thời gian Covid đó. Vâng. Nó giúp cho chị hiểu
và thương rất nhiều nghệ sĩ. Tại vì mình không có làm gì, mình ngồi nhà mình cứ xem YouTube hết người này tới người kia. Xong rồi có lần điên lắm, chị còn gọi chị, alo, cái bên kia, ơ chị, lâu quá không có nói chuyện với chị, sao tự nhiên hôm nay chị gọi em thế? Chị vừa xem em trong YouTube, chị thích lắm nên chị gọi chị khen. À, vậy đó hả, dễ thương quá hả? Nhiều khi Thanh Lan lẩm cẩm lắm quý vị ơi. Là vì nếu mà Thanh Lan vừa mới nói ở đâu này, trong cái show nào của Thanh Lan show là trong gia đình mình phải nói chuyện với nhau nhiều để thì mình mới hiểu nhau. Đúng. Mà khi mình hiểu nhau thì mình thương nhau hơn. Đúng. Đó. Chứ người Việt Nam mình có cái tính từ xưa giờ trong gia đình không có nói chuyện với nhau em ơi. Vậy đó hả chị? Mắc cỡ ngại miệng hay sao chả biết. Nhiều khi cứ đi nói với người ngoài mà trong gia đình không nói. Còn trong nhà thì lại giấu, thế mới lạ chứ. Nhiều khi chuyện buồn của mình lại cứ giấu lấy. Dạ, chắc là không muốn gia đình mình buồn lo lắng thêm đó chị biết không? Nhưng mà em nghĩ là muốn gì, nghĩ gì cứ nói ra. Tại vì mình đừng để đến lúc mà quá muộn. Đúng chị rồi. Nghĩ vậy không? Ngày xưa đó thì mẹ chị còn sống á, mẹ chị với chị giống như là hai chị em gái. Chị có gì chị cũng kể hết trơn. Mẹ ơi, hôm nay á mà lại xưng bằng Thanh chứ không có xưng bằng con mới ghê. Thế hả? Vậy đó hả? Mà cái bằng mẹ chứ không cái bằng mẹ. Nhà này có Thanh nhiều cái kỳ mẹ, cục lắm. Thanh mẹ ơi, hôm nay Thanh mới gặp cái người này thế này thế kia. Xong rồi tả cho mẹ nghe. Thế à, hôm nào dắt đến mẹ xem. Xong rồi nó mà làm gì mình buồn lại nói, mẹ ơi, hôm nay nó nói với Thanh như vậy. Thế à. Tức là cái gì cứ mách mẹ, cái gì cứ đem mẹ ra để mét. Cho nên đừng ai nói gì với chị Thanh Lan. Bây giờ không có mẹ để mét thì thôi, mét chồng. Mét chồng không? Không. Mét chồng không? Không. Không mét chồng không? Không, tại vì bây giờ có đi ra ngoài nữa đâu, có con được gặp ai nữa đâu. Đâu đâu là để mà mét nữa mà không. Không, bây giờ nói về tiệm của em đi. Em bắt đầu em mở tiệm này từ bao giờ? Bắt đầu có cái ý tưởng muốn làm đẹp cho các bạn gái như thế nào? Thật sự ra đó chị biết không, xong suốt cái thời gian mà em đi hát xong rồi em lại trở thành MC, chị nhớ không? Nhớ lại, chứ. Lại biến lại thành MC. Xong rồi tới làm radio đến TV, rồi đến lúc một ngày tự nhiên cái em cảm thấy là em muốn làm do something, làm cái điều gì đó, là bởi vì lúc đó em, cậu em của em vẫn còn sống thì cậu ở trong một cái nước sinh hôn. Rồi em cứ vào thăm rồi cái em cứ gần gũi những các bác các cụ trong đó, em thấy là ủa sao mình có thể mình làm được cái gì để giúp cho các cụ. Thế thì em mới có cơ hội để em làm việc về y tế chị. Có một thời gian em làm 7-8 năm về chương trình của Home Health và Hospice. Chăm sóc, dễ thương quá. Chăm sóc các bệnh nhân. Em là người có tâm hồn rất là dễ thương, biết thương người. Em nói mà chị em nghe chị lắm. Cảm động. Là em thấy em thương lắm. Xong rồi kia em mới bắt đầu em involve, em làm 7-8 năm để mà có những cái chương trình chăm sóc các bác cô chú lớn tuổi đó. Cho nên là bây giờ, cho tới bây giờ em không làm việc nữa mà cứ thỉnh thoảng em nhận được cú phone, cô ơi, cô giúp tôi thế này, thì em làm được cái gì là em làm. Rồi trong suốt cái thời gian đó, rồi tình cờ em lại là người đem cái dịch vụ chăm sóc cho bố của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương. Đó, trước khi ông cụ qua đời. Đó, trước khi bác qua đời thì là em đã giúp. Và Đoàn Vi Hương là người đến với em với cái sản phẩm Riluma. Rồi hai đứa từ đó 11 năm rồi đó chị. Sắp sửa 12 năm rồi, sắp sửa 12 năm. Dạ. Ở đời này cho tới ngày hôm nay là em đang ngồi ở đây Riluma với chị Thanh Lan ở ngay trên đường Bonsa, góc đường Busa. Cái khu này thì ai mà không biết phải không chị nhỉ? Dạ vâng, thưa quý vị, nó ngay đằng sau cái Lục Đỉnh Ký mà Thanh Lan hay ăn gà ác tiệm thuốc bắc. Dễ tìm lắm. Mà chị nhớ dài lắm nha. Chị đến cái chị nhớ ngay 107. Hay quá. Hôm nay đến, hôm nay cứ không. Đến là đến thẳng luôn, chẳng đến có đi sai, không đi sai đi lạc gì nữa hết. Em cảm ơn chị đến thăm em ngày hôm nay và lát nữa về đó là em múc ngay cái facial cho chị, oxygen facial nha. Sướng quá, đầu năm là hên. Người ta bảo cái năm con mèo này coi chừng, tại vì chị tuổi con chuột, coi chừng nó cào. Thế mà như đầu năm giờ toàn chuyện vui, chả chưa thấy cào gì hết. Chị em mình cùng tuổi. Con chuột, hai con chuột với nhau nè. Chuột lớn, chuột nhỏ. Tuổi được chuột nhỏ. Không, cùng chuột đi. Em đây là chuột lớn, đây là chuột nhỏ. Hai con chuột này nó vô nó gậm đấy. Chuột biết sao? Chuột tối nó không có ngủ mà nó cứ lục mà cứ lục nó lục chạy. Chị tối chị đâu có ngủ đâu em. Tối cứ lục đục lục. Chuột này lanh lắm, chuột lớn chuột nhỏ này lanh lắm. Trời, nghe nói chuột càng thương thêm. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều đến với thăm em với lại Riluma. Em chúc cho chị nè, năm mới một cái điều mà em mong muốn nhất với trong cái lời chúc của em là sức khỏe. Dạ.
chị sẽ khỏe hơn năm ngoái nhiều nè. Chị sẽ hăng say làm việc hơn, là có sức khỏe là mình có được tất cả. Dạ. Lúc nào chị cũng có nụ cười trên môi, tràn đầy niềm vui hạnh phúc và luôn luôn là một hình ảnh thanh lan yêu mến của tất cả quý vị khán giả yêu mộ chị. Cảm ơn Quỳnh Hương. Dạ vâng. Cái chị tên nghe cũng dễ thương. Như ngày xưa gia đình chị có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc với lại hoa quỳnh. Đấy, ở nhà thì có một cái chậu hoa quỳnh, thì cái Tết đó nở hai đóa quỳnh. Mà có phải quỳnh nó chỉ nở đêm không chị? Vâng, phải lần đó nó nở là ngay giao thừa nó thì nó mới nở hết ra. Lạ quá. Mẹ chị nói người ta đó cả đời không nhìn được một đóa hoa quỳnh nở, mình năm nay mình thấy hai đóa. Hai đóa luôn, cho nên chị nhớ mãi. Nhớ mãi, chẳng quên đâu. Đấy, và chị rất thích chữ quỳnh. Thưa quý vị, hôm nay coi như tâm sự chút xíu. Con gái chị nó cũng có chữ quỳnh đó. Mà chị cứ nhớ quỳnh từ đâu? Từ bố Lê Quỳnh chứ còn từ đâu? Đấy hả, chị? Từ bố Lê Quỳnh đó. Dạ vâng, thì chị cũng nhớ mãi cái phim Chúng Tôi Muốn Sống là cuốn phim đầu tiên mà bố chị dẫn chị đi xem phim. Đó. Wow. Ở dạp, chị còn nhớ ở dạp Đại Nam nữa cơ mà. Trời nhớ dai lắm. Và Thanh Lan rất là mê cuốn phim đó. Sau này thì cách đây khoảng mười mấy năm hình như là có in lại ở tại Bonsa này và có người tặng lại chị. Chị thích lắm. Thế cho chị thăm cả nhà nhá. Em cảm ơn chị nha. Chị cảm ơn chị. Đến là chúc em lúc nào cũng khang trang như thế này nhá. Càng ngày càng đem niềm vui tới cho chính mình và cho tất cả các phụ nữ khác hay là những khán giả khác. Mặc dù là Quỳnh Hương không có hát nữa nhưng mà luôn luôn trong lòng Thanh Lan vẫn là một tiếng hát rất dễ thương mà Thanh Lan đã từng hát chung trong Liên Khúc Nhạc Trẻ. Liên Khúc Nhạc Trẻ. Em vẫn hát thỉnh thoảng nhưng mà lo cái rì ru ma chính đây nè. Ừ. Em cảm ơn chị nha. Ra đây chưa? Dạ vâng. Yeah.